Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để giữ chữa cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop quý11.com để mang thật là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k, 19k thôi. Anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả và bình luận bên dưới đó cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn anh em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Thì ok anh em ơi, thì không có kim cương anh em, thì tôi phải vô shop tôi để tôi quay kim cương để tôi nâng lên level max luôn nha anh em. Ê, đó. Dòng quay M1014 long tộc luôn anh em. Ui, trời thì trời. Nguyễn Lâm nè, trời quá trời người chúng luôn nè anh em đó nè. Trời ơi anh ơi, quay lại đi. Ok thì bây giờ tôi sẽ vô tôi quay cho anh em thì một phát là 15 của 25k. Trời ơi, phải là tôi trúng 10 cái kim cương luôn hả? 25k mà được 10 cái kim cương nè anh em. Phải trưởng. Ok anh em ơi, bây giờ tôi sẽ ít 10 luôn nha anh em, tại vì tôi nạp vô tới 1 triệu luôn mà. Đó, để coi phát thứ hai. 2.500 kim cương này là lời nha, là lời cho anh em. Đó. Trời, tôi phải quay. Ui, 10 cái kim cương nữa nè. Đó, tôi phải lên. Lời gì trời? Tôi phải lên level max luôn nha anh em để tôi solo one shot với LBG mới được. Em quay nha, em ơi, quay cái đi. Thì bây giờ quay cái thế nào, Một cái cuối cùng nha, Đó. Đu 250.000 kim cương. Trời ơi là trời, bây giờ là tôi phải vô cái này nè, đó xong rồi anh em bấm chữ rút kim cương. Trời ơi trời, quá trời nè. Số đẹp vậy. 2, 3, 7, 5 là tôi chọn cái số max nhất cho anh em thì tôi rút. Bây giờ tôi rút, tôi sẽ vô, tôi nâng lên level max rồi tôi solo với LBG cho anh em. Ok vô hơn em. Ok anh em ơi, thì kim cương đã vô rồi. Thì bây giờ tôi sẽ vô cái vòng quay này á, và tôi sẽ giống như là quay cái skin súng long tộc cho anh em. Đó thì tôi sẽ solo với quỷ dịch bình. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ cái này với cái súng vô nha anh em. Đó, bỏ hai cái món này ra thì bây giờ quay nè. Auto quay ra luôn nè. Đó, quay mà bấm cái kìa, không lặp lại kìa. Rồi rồi. Ồ, quay kim cương dữ nha. Đúng rồi, bây giờ mà tôi mới rút kim cương mà anh em tôi nhiều kim cương lắm. À, chúng được cái gì vậy? Cái đó là cái gì ạ? Cái tầm sát. Tầm sát có cái sao kinh đỉnh vậy? Đù, đỉnh cao vậy? Đó, thì thấy không? Cái kim cương của tôi hên lắm anh em ơi. Nè, bây giờ nè. Ủa này quay auto ra mà hên gì? Thì bây giờ tôi sẽ vô trong phần này đó và tôi sẽ vô cái phần hộp nè anh em. Rồi, hộp rồi. Hộp trong mấy kìa. Rồi. Rồi, cái này là cái nào? Rồi, cái hộp này, hộp này. Hộp này phải không? Hộp này. Em mua dây, mua cho tay mệt lắm. Thì bây giờ mình mua đi. Rồi, tay tôi hên lắm. Rồi, bấm cộng rồi x7. Ừ. Nè, tay tôi hên lắm rồi, mát rồi. 9 hộp luôn. Đó nè. Đủ. Trời trời, thấy không? Phải không? Mở tiếp. Để coi được nhiêu cây rồi. Để coi được nhiêu miếng rồi để mình canh đấy. Rồi. Bây giờ nâng đi. Nâng cái máy bánh luôn. Rồi, đủ anh em ơi. Chỉ có 2.000 kim cương thôi mà tôi đậu trên 999 hộp luôn em, thấy không? Cái tỷ lệ kim cương cái shop tôi rất là cao nha anh em. Đó thì bây giờ nè. Không, chưa đủ. Chưa đủ hả? Đủ quay tiếp. Mình okay. Có tiền mà. Đó. Lên level mấy ta? Level mấy rồi. Ôi. Được cái con, được cái hình động. Level 5 rồi, level 5 rồi. À, bây giờ phải mất thêm cỡ 6.000 kim cương. Bây giờ mua 999 luôn đi. Ok, thì bây giờ tao cầm shotgun này tao solo với mày, sao mày chỉ mở tao? Em. Trời ơi, sao mày chơi lại? Trời ơi, xin cái tuổi luôn thiệt. Đó. Ghê không? Thêm một lần đi là đủ á. Rồi đúng không? Thêm một lần đi là đủ á. Ôi trời, nó đã gì đâu, trời bệnh. Nó phê, nó phê. Ủa, hết kim cương rồi. 3.200 rồi anh em ơi. Cái 3.200 rồi. Rồi. Giảm giá. 3.200 quất. Rồi quất. Trời ơi trời, nó phê anh em ơi, nó phê. Trời ơi nó phê. Ok anh em ơi, mà chắc lần này là đủ rồi đó Bình ơi. Chắc này đủ rồi đó. Ở đủ luôn rồi. Đủ rồi, đứng chưa? Thiếu. Thiếu mấy mảnh nữa. Từ đi coi ơi. Trời ơi, thiếu 80 mảnh. Bây giờ tôi phải vô tôi rút nữa anh em ơi. Rồi rút nữa đi em nội. Ok anh em ơi, thì bây giờ kim cương đã vô rồi thì đậu xanh đi. Bấm chơi. Bây giờ là 8, còn 8 cái nguy hiệu nó là được. 80 thì cỡ 10 hộp là đủ. 15 hộp đi. Mình có tiền rồi mình chơi tới luôn. Đủ rồi, tao đấm mày á nha. Đủ rồi. Vô luôn. Trời tính hết rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng cái cây sọt kênh này và tôi sẽ vô túi ấy nữa nha anh em. Ấy lại gì? Tao sẽ đập vô bắn mặt của mày. Rồi, ok, gì, giờ vô solo nè. Tuổi gì? Nè vô trang bị cái đi solo. Ồ, trời ơi nó xịn sò. Trời nhìn như con cá mập vô ông nội. Ui, rồi giờ vô solo ha. Rồi vô. Ok, vô. Ok anh em ơi, thì đây nè, hôm nay là tôi sẽ phục thù thằng Bình anh em đó. Tôi có cái cây sọt kênh này nó mạnh dữ lắm anh em. Cái cây sọt kênh này mạnh kinh khủng luôn. Đó thì bây giờ nè anh em nhìn nè, tôi nhìn lên máy tính á. Cái gì vậy trời? Má chơi đếm hối hả? Kệ, có sọt kênh là mày xác định. Trời, em đặt tên đếm à. Ok anh em ơi, thì tôi có cây sọt kênh long tộc rồi anh em thấy không? Trời, cái cây súng này 20.000 kim cương đó, chứ không phải giỡn đâu nha anh em. Ủa sao em không có vậy? Phải không? Có sao? Nhưng mà của mày là mày được tặng của tao, là tao dùng kim cương thật của tao mua. Trời ơi, em mới nhận được 100.000 kim cương của giải sung quách, chưa xài đâu nội. Bây giờ mày ra một cái, một là mày chết liền với tao liền nè. Đủ gì? Ơi. Ơi. Cây gì vậy anh em? Nè, cà
cây bỏ rồi luôn. Không, tôi không có cây anh em ơi, bây giờ tôi mới dí tới sẵn cùng mấy khối luôn em ơi. Cái cây cỡ cỡ này có một cái là nó hai đạn hâu cực luôn nha anh em. Gà này quý. Xong luôn. Ảo không? Sợ liền rồi. Ôi game lỗi quá thảm trời. Ok anh em ơi, hiện em thấy sao? Đậu xanh thấy sao bệnh? Thôi rồi. Phải không? Bây giờ nè, đậu xanh tôi phải làm cho nó một pha là sợ luôn nha anh em. Thì một lần nữa nha. Nãy tôi mới bị mạng lắc thì đậu xanh có mua được chiếc keo rồi. Ê! Thằng bình nè. Có giữ dành hai. Thằng bình nè. Cái sọc gân này cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Sợ liền em. Ôi. Ok anh em ơi, hiện em thấy sao? Thấy sao? Bình thường. Mà cái cây shotgun này anh em là nó bắn mạnh thiệt mà có một cái là hai đạn ở chừng nửa tiếng đồng hồ vậy đó. Đồ xanh bây giờ là tôi phải quất mình luôn nha anh em. Tại vì cái chiều nay Bình nó bắn cái giải one shot anh em, đậu cho nó không có tôi buồn quá anh em ơi. Mới phải có tôi lần Bình nó mất cái chiếc vô địch rồi. Trời dễ ăn lắm. Sơn Tùng với chúng tôi nè, Sơn Tùng nè. Ôi. Phương bể cái đầu liền. Đậu xanh tôi phải bắn thật là kỹ càng mới được cho anh em. Tại vì hổm thì tôi tập lấy trời 3-1 sợ liền anh em. Sao mày. Ok anh em ơi, thì sao bệnh hay sao hay sao? Dạ. Bây giờ là đậu xanh tôi phải quan bình tôi coi nó bắn ở đâu mới được anh em ơi. Coi làm gì? Rồi. Coi lạnh chết á, thiệt ơi tin không? Coi lạnh chết. Tôi cũng bể đầu luôn rồi anh em ơi. Tụi anh em ơi, tôi còn xíu máu à. Cậu là anh chết, tụi coi. Ui, mình nó đem Sơn Tùng nó đầy máu lại kìa anh em ơi. Trời sao không đầy. Từ từ, mình tưởng anh em ơi, tôi phải bơm máu đồ kỹ càng mới được. Mấy chiếc thằng Bình là nó hằng động 2k6 anh em, cao hủ của anh sót mà. Đó, thì bây giờ tôi phải tập trung cao độ mới được. Cái cây sọc kênh này nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Đó, thì anh em nào mà muốn có em cương thật là nhiều, anh em có thể đứng trước với tôi nha. Nè. Chết. Ui, làm lẽ không vậy? Mẹ. Hay dữ vậy trời, 3-2 luôn rồi. Không lẽ không anh em ơi, cây phải nồi. Ok anh em ơi, thì tỷ số là 3-2 luôn rồi nha anh em. Tại vì Bình nó bắn vô đầu tôi mấy lần luôn anh em ơi. Mẹ, bây giờ là tôi phải qua là tôi phải bắn cái đầu nó một cái bật của cái tôi mới chịu nha anh em. Đủ gì. Đó, thì cái cây sọt trên này là nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Đó, thì hình như là tăng 2 tốc độ bắn với một tầm xa gì đó anh em không? Một sát thương hả? Trời, thứ gì chưa nói anh em. Trời, tăng 2 tốc độ bắn một sát thương nhưng mà có cái hai đạn hơi lâu. Rồi. Anh đi ra đây. Nè. Ôi. Ôi, cái gì mà có headshot nữa hả? Không được. Nè. Headshot nè. Từ từ cho bấm máu cái mày bắn vô người ta. Rồi, muốn lên gì? Ủa quý này lên tay bắn dữ trời. Ở trời. Trời ảo quá lên luôn em. Ba đều luôn rồi. Giáp quá trời. Ok anh em ơi, thì ba đều rồi anh em ơi. Má thằng Bình nãy giờ bắn vô người anh hai lần rồi nha. Có bắn đầu mà. Mà nãy giờ là đậu xanh rồi tôi ba mạng hết sọt rồi nha anh em. Mà nói chứ là đậu xanh cái cây sọt.
trời á, là trời. Cái gì không quý. Thôi anh em ơi, thì clip của mình đến đây là kết thúc anh em. Hẹn anh em những clip sau nha. Bye bye anh em. Anh em có mình tài dữ nha. Bye anh em.